Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình tối nay thứ sáu ngày 1 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, 12.500 thí sinh của tỉnh Long An trong tổng số gần 900.000 thí sinh của cả nước đã trải qua ngày thi đầu tiên trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 an toàn, đúng quy chế. Một sự kiện khác đáng quan tâm cũng diễn ra trong ngày hôm nay, đó là cuộc tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản năm 2016 cũng đã bắt đầu được thực hiện. Tin thế giới, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật kiểm soát súng đạn vào tuần tới. Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 7, Chính phủ tiếp tục phiên thường kỳ tháng 6 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc để đánh giá tổng thể tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và nửa đầu năm 2016 của đất nước. Tiếp tục chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 trực tuyến với các địa phương về kinh tế xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành đề xuất chính sách hỗ trợ ngư dân, biện pháp khắc phục môi trường biển để sử dụng 11.500 tỷ đồng tiền đền bù của Formosa một cách hiệu quả. Tham dự tại điểm cầu Long An có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Giang Cần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Cảnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Nhấn mạnh đây là vụ vi phạm môi trường nghiêm trọng, Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ đã có sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, triển khai từng bước đi có lý lẽ, cơ sở mới đạt được kết quả này. Thủ tướng cũng nêu rõ Formosa đã cam kết không tái diễn và nếu tái diễn sẽ phải đóng cửa. Qua vụ việc này, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt không đánh đổi môi trường, lấy lợi ích kinh tế. Thủ tướng khẳng định không phải vì kinh tế mà chúng ta bỏ qua môi trường trong phát triển, nhất là chở một số dự án người dân đang phàn nàn hiện nay. Đề cập đến dự án ở sông Hậu, Hậu Giang, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan và địa phương tính toán kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, không ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân mới được phê duyệt, kiên quyết không để ô nhiễm sông Hậu với trùng hạ du có diện tích rất lớn. Cũng trong sáng nay, các địa phương tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội nửa đầu năm, các giải pháp từ nay đến cuối năm. Những nội dung mà các địa phương đề nghị đó là phân cấp lại thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, sớm phân bổ vốn chương trình nông thôn mới, rà soát điều chỉnh bổ sung một số chính sách thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia là giảm nghèo theo hướng đa chiều và nông thôn mới để tập trung nguồn lực, tránh dàn trải. Trong nội dung làm việc buổi chiều, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phát biểu giải đáp làm rõ về các đề xuất kiến nghị của các địa phương liên quan đến phạm vi quản lý của bộ ngành mình. Các thành viên chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành cũng tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những hạn chế tồn tại trong thời gian qua và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm. Trong đó, một số vấn đề được quan tâm là tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nhất là tình hình hạn hán xâm nhập mặn ở các địa phương, các giải pháp đẩy mạnh công tác xúc tiến xuất khẩu, đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu bền vững, tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy nhằm thông tin tình hình kinh tế xã hội nổi bật trong quý 2 năm 2016, các nội dung liên quan đến công tác xây dựng đảng và các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm chủ trì hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng đến dự. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là trên 4.000 tỷ đồng, đạt trên 50% dự toán. Đến nay, toàn tỉnh có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 50 xã. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong quý 2 năm 2016, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh chỉ đạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và công tác dân vận, đạt một số kết quả bước đầu. Đặc biệt, các địa phương đơn vị đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm yêu cầu thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tập trung chỉ đạo, chủ động thực hiện các giải pháp khắc phục thiệt hại do hạn mặn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, đẩy mạnh triển khai xây dựng các cánh đồng lớn gắn với liên kết bốn nhà. Đối với các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy lưu ý các cấp ủy đảng cần quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tăng cường giám sát kiểm tra, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đạt kế hoạch đề ra. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2016, Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã có chuyến kiểm tra công tác quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Long An 6 tháng đầu năm 2016.
tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Trang Liên. Kiểm tra công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016 cũng như công tác xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và một số công tác khác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Mộc Hóa, các chốt dân quân trên tuyến biên giới Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Tư lệnh Quân khu đã biểu dương các đơn vị trên tích cực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 6 tháng qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 15 huyện thị thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho các ủy chính quyền các cấp, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, công tác tuyển sinh, giáo dục quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu kết luận sau kiểm tra, Thiếu tướng Phan Tấn Tài đánh giá cao kết quả công tác quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang Long An, đồng thời chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, không để bất ngờ trước mọi tình huống, chấn chỉnh hoạt động các chốt dân quân biên giới, gắn với các cụm dân cư, hình thành thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân khu vực biên giới, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Thưa quý vị, hôm nay tại cụm thi Long An, 12.500 thí sinh của tỉnh trong tổng số gần 900.000 thí sinh của cả nước đã trải qua ngày thi đầu tiên an toàn, đúng quy chế. Mời quý vị theo dõi phản ánh của các phóng viên thời sự tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Long An. Sáng nay, tại 23 điểm thi của cụm thi tại tỉnh Long An, các thí sinh có mặt từ rất sớm chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên. Năm nay, lần đầu tiên tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có cụm thi xét tuyển đại học cao đẳng, nên các thí sinh không phải di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác để thi như năm ngoái. Riêng Long An, phần lớn thí sinh thi tại tỉnh nhà, vì thế không chỉ thí sinh mà cả phụ huynh đều an tâm. Nói về năm nay, tất cả những trường hợp mà thi tốt nghiệp phổ thông hoặc đại học cao đẳng đều có điều kiện để thi tại tỉnh nhà hết, thành ra phụ huynh cũng ít đỡ lo về khâu đi lại rồi tìm điểm trường này đâu, cũng lo lắng, cũng mong muốn cho con làm được bài. Thi tại tỉnh nhà thấy là rất là tốt, rồi tại vì ở gần gũi đỡ có đi xa rồi muốn phòng trọ đồ vất vả, với lại nó cũng ở đây nó cũng yên tâm, thì cũng quen á, quen chỗ quen nơi, thấy chắc nó làm bài tốt hơn, vì vậy nó cũng không có, nó ở đây nó cũng tâm lý nó cũng ổn định hơn. Đây là năm thứ hai áp dụng kỳ thi 2 trong 1, cộng với việc ôn tập ngay từ đầu năm học nên hầu hết học sinh khá thoải mái và bình tĩnh. Dạ, em thấy cái đề năm nay làm cũng được, em làm khoảng 40-50%, dạ, có sự phân hóa cao so với những năm trước. Dạ, đề thi năm nay em thấy cũng tương đối là dễ đối với lực học của tụi em. Dạ, riêng bản thân em thì làm có thể được 70%. Ở trong đề thi có 3 câu cuối là để phân quá về học lực khá giỏi trung bình của các bạn. Em hy vọng ở những môn sau là đề thi sẽ cũng vừa sức như những đề dày. Dạ, mong em và các bạn sẽ được kết quả tốt trong kỳ thi này. Cùng với một số địa phương khác trong toàn tỉnh, năm nay huyện Cần Đước được bố trí 4 điểm thi tại trường Trung học phổ thông Trạch Kiến, Trung học cơ sở Long Hòa, Trung học phổ thông Long Hòa và Trung học cơ sở Long Trạch. Sáng nay, 1.436 thí sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện cũng như thí sinh thuộc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Cần Đước và Cần Duộc đã bước vào ngày thi đầu tiên. Thì để chuẩn bị tốt cho cái công tác cho các em thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2016, thì Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Ban Giám đốc đã chỉ đạo cho giáo viên chúng tôi là chia làm 2 điểm để chúng tôi có 4 giáo viên ở trên trường Rạch Kiến để chúng tôi điểm danh, sau đó là báo về bộ phận ở nhà sẽ gọi điện đến gia đình để các em đến đúng giờ, và hiện tại thì các em đã đến đầy đủ rồi. Tại các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ, Thành Hóa, ngay từ sáng sớm các thí sinh cũng đã có mặt tại các điểm thi. Theo ghi nhận của phóng viên, an toàn, trật tự và nghiêm túc là không khí chung của ngày thi đầu tiên tại 482 phòng thi của cụm thi Long An. Bên cạnh đó, thời tiết khá thuận lợi nên hầu hết thí sinh có mặt đúng giờ, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Về chuẩn bị cho kỳ thi cho cụm thi Long An thì Hội đồng thi Đại học Sài Gòn đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục Đào tạo Long An
và dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo thi tỉnh Long An và tất cả công tác tổ chức chuẩn bị kỳ thi đã diễn ra rất là tốt đẹp, sự phối hợp trách nhiệm nhịp nhàng, tất cả các điểm thi được bảo vệ một cách nghiêm túc, được chuẩn bị chu đáo. Và cụ thể sáng hôm nay tình hình làm bài của thí sinh thì là khá nghiêm túc. Nhìn chung thí sinh Long An cho đến giờ này thông tin thì chưa có trường hợp thí sinh nào vi phạm kỷ luật, chưa có cái điểm thi nào thông tin về kỷ luật. Còn tỷ lệ thí sinh dự thi là khá cao, đạt 99,3%. Sáng nay các thí sinh thi môn toán với thời gian làm bài 180 phút, ghi nhận tại Cần Đức cho biết hầu hết các thí sinh hết thời gian làm bài mới ra khỏi phòng thi, trong khi đó một số thí sinh vượt hết 2/3 thời gian làm bài đã rời phòng thi. Các thí sinh cho biết đề thi môn toán năm nay khó, có tính phân loại cao, đặc biệt những câu nâng cao khá hóc búa, rất khó để các em có điểm tối đa. Dạ, nhưng bản thân con thì thấy cái đề năm nay là có khó hơn năm rồi. Tôi con thì con làm cho trung bình, và cái phần về phương trình của câu số 9 thì nó hơi khó hơn. Hôm nay thì cái độ khó nó tăng lên, câu số 6 thì tụi em cũng chỉ làm được một nửa, còn một nửa còn lại thì khó hơn. Câu số 7 thì cũng vậy, cũng một nửa dễ, một nửa khó. Còn những câu dưới thì so với năm ngoái thì thật sự là khó hơn. Các bạn hôm nay làm bài cũng... đề mà dù đề khó nhưng mà làm bài cũng tạm chứ cũng khả quan, cũng khoảng từ 7 điểm thì có thể lấy được một cách trong sức của mình. Không chỉ có thí sinh mà cả các bậc phụ huynh cũng lo lắng. Bận nhiều công việc nhưng các phụ huynh luôn túc trực trước các điểm thi từ sáng sớm cho đến khi kết thúc môn thi đầu tiên. Đưa đón cháu là mình phải theo sát luôn chứ không dám để cho cháu nó đi mình á. Thành ra mà tại vì mình nhiều lúc lo lắm, cháu nó không biết thì sao năm nay. Nói đúng ra là về trường này thì yên tâm hơn, này, dễ dàng cho mình yên tâm hơn, nhưng mà cũng lo. Sau môn toán thi vào buổi sáng, chiều nay các thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút. Trong ngày thi đầu tiên tại cụm thi Long An, chỉ tính riêng môn toán đã có 90 thí sinh vắng thi. Phần lớn thí sinh vắng mặt chủ yếu là thí sinh tự do. Một sự kiện đáng quan tâm khác cũng bắt đầu diễn ra từ ngày hôm nay, 1 tháng 7 năm 2016. Đó là cùng với cả nước, khoảng 2.500 điều tra viên tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu tiến hành tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, gọi tắt là tổng điều tra. Ngay trong sáng nay, lễ ra quân tổng điều tra đã được tổ chức tại các địa phương, ghi nhận của các phóng viên thời sự trong ngày đầu tiên ra quân. Tại huyện Vĩnh Hưng, ngay sau lễ ra quân, các điều tra viên xã Khánh Hưng đã đến từng hộ gia đình ở các ấp để thu thập thông tin với sự giám sát kiểm tra của các thành viên ban chỉ đạo tỉnh, huyện và xã nhằm kịp thời chỉnh sửa, chỉ đạo giải quyết các khó khăn nảy sinh trong ngày đầu ra quân tổng điều tra, rút kinh nghiệm cho những ngày kế tiếp. Cái công tác chuẩn bị trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng đã hoàn thành tất cả các khâu để cái cuộc tổng điều tra lần này có thể bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Đúng theo như cái phương án của Trung ương, như là cái kế hoạch của tỉnh và huyện đã đề ra. Trên địa bàn toàn huyện thì có 66 điều tra viên, thì hiện nay là trên địa bàn huyện là sẽ đồng loạt ra quân để thực hiện cái công tác tổng điều tra. Và để cho cái việc tổng điều tra đạt được kết quả cao thì trong cái thời gian diễn ra cái tổng điều tra thì ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác giám sát ở các cái địa bàn. Đặc biệt phiếu điều tra được nhập tin bằng công nghệ quét, đòi hỏi điều tra viên phải ghi đúng chữ số theo mẫu quy định. Do đó công tác kiểm tra giám sát cũng phải tập trung vào nội dung này. Thì qua cái được tập huấn thì nói chung là cái tờ thông tin ngày hôm nay là chỉ mới là cái phiếu đầu tiên, cho nên là mình cũng có một hai cái là nó hơi lấp dấp ở trong đó. Nhưng mà về mình sẽ bản thân sẽ cố gắng nghiên cứu cái tài liệu để là những cái hộ tiếp theo là mình sẽ làm tốt hơn. Anh em điều tra viên tới thì phải nói là gia đình cũng rất là vui mừng được đón tiếp cái anh em tới điều tra để làm rõ cái vấn đề gì mà nông thôn của chúng ta còn đang gặp khó khăn. Thì qua cái cuộc điều tra này thì tôi thấy thì phải nói là rất là tốt, bởi vì bên điều tra để làm rõ một số cái vấn đề mà hiện tại nông thôn chúng ta còn nhiều vướng mắc, để cho có thể nhà nước mình rồi chính phủ mình hoạch định được những cái chính sách mang đến cái chính sách tốt cho bà con nông thôn, nông dân nông thôn.
tại huyện Cần Giuộc. Trong cuộc tổng điều tra này, huyện sẽ tiến hành điều tra tại 219 địa bàn, 11 trang trại với 42.250 hộ dân. Tại xã Tân Lân, huyện Cần Đức, ngay sau lễ ra quân, 400 điều tra viên của huyện sẽ tiếp cận 42.000 hộ gia đình thuộc 250 địa bàn điều tra để thu thập thông tin phục vụ cuộc tổng điều tra. Qua đây tôi cũng mong rằng sau này khi mà hoàn thành cái cuộc khảo sát này thì đảng và nhà nước sẽ có những cái chính sách thực tiễn giúp mà nâng cao cái cuộc sống của nhân dân. Thường xuyên rồi nhắc nhở rồi đôn đốc anh em làm cho nó đúng cái quy trình, đúng quy định, đúng thời gian để đảm bảo cái cuộc tổng điều tra nông nghiệp rồi nông thôn thì giờ thủy sản thì đạt kết quả cao nhất. Tại thành phố Tân An, Chi cục thống kê thành phố Tân An phối hợp với ban chỉ đạo điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An tổ chức ra quân cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Đây là đơn vị được tỉnh và thành phố Tân An chọn làm điểm trong cuộc tổng điều tra. Trong cuộc tổng điều tra này, thành phố Tân An tiến hành thu thập thông tin tại 70 địa bàn với trên 11.800 hộ dân. Riêng tại xã Lợi Bình Nhơn sẽ thu thập thông tin tại 15 địa bàn với hơn 2.500 hộ dân. Ban chỉ đạo sẽ chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các điều tra viên sẽ đến từng hộ dân để điều tra cho chính xác, tránh tình trạng mà để ngồi một chỗ để sao chép dữ liệu cho chính xác kịp thời hơn. Đồng thời và sẽ chỉ đạo cán bộ đài sẽ tuyên truyền cái tổng điều tra này để cho người dân biết phối hợp cùng cái các đồng thành viên điều tra viên. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 là cuộc điều tra lớn trên phạm vi toàn quốc, có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó giúp đảng, chính phủ và chính quyền địa phương có căn cứ đưa ra những quyết sách phát triển đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời cải thiện đời sống dân cư, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Cuộc tổng điều tra kéo dài trong một tháng và kết thúc thu thập số liệu tại địa bàn vào ngày 30 tháng 7 năm 2016. Chậm nhất ngày 30 tháng 11, Long An sẽ kết thúc tổng điều tra. Dự kiến Ban chỉ đạo Trung ương tổng hợp toàn quốc và công bố số liệu sơ bộ vào tháng 12 năm 2016. Ngày đầu ra quân cho cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị góp phần làm nên thành công cho cuộc tổng điều tra lần thứ 5 trên địa bàn cả nước và qua đó nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ để hoạch định các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng. Chuyển sang nội dung khác, tại huyện Cần Đức, chiều ngày 30 tháng 6 năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chìa Khóa Long An tổ chức khai trương xưởng sản xuất cửa nhựa, lõi nhôm và kính hút chân không. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Hoàng Văn Liên đến dự. Xưởng sản xuất cửa nhựa, lõi nhôm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chìa Khóa Long An có diện tích 2.000 m2, tọa lạc tại khu dân cư ấp 5, Phước Đông. Xưởng có 7 máy chuyên dụng theo công nghệ Đức. Công suất sản xuất mỗi năm theo thiết kế là 300.000 m2 cửa các loại. Nguyên vật liệu sản xuất là thanh nhựa lõi nhôm đúc liền khuôn nhập trực tiếp từ châu Âu. Ưu điểm nổi trội của sản phẩm là không bị rỉ sét. Trong giai đoạn sản xuất thử đã có 5 đơn đặt hàng trị giá trên 1 tỷ đồng. Công ty đã giao được một lô hàng đầu tiên trị giá gần 200 triệu đồng, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, chặt chẽ thẩm mỹ công trình. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư xưởng sản xuất kính hút chân không gồm 6 máy chuyên dụng, kính nguyên liệu được nhập trực tiếp với ưu điểm chống ồn chữa nhiệt. Công suất có thể đạt 10.000 m2 kính các loại trong một năm. Xưởng sản xuất cửa nhựa, lõi nhôm và kính hút chân không hoạt động đồng bộ tạo ra sản phẩm cửa VH Windows hoàn chỉnh, phục vụ các dự án chung cư với giá cả phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Liên đánh giá cao quyết tâm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chìa Khóa Long An trong các hoạt động kinh doanh, đồng thời chúc công ty tiếp tục phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tại buổi lễ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chìa Khóa Long An đã tặng 20 phần quà cho các em học sinh nghèo, tặng quỹ khuyến học cho huyện và xã 25 triệu đồng, đồng thời trao tặng 92 triệu đồng xây dựng 3 căn nhà tình thương cho huyện Vĩnh Hưng. Mời quý vị theo dõi phần tin an ninh trật tự an toàn giao thông. Lúc 11 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2016, đội cảnh sát kinh tế công an Đức Hòa đã bắt quả tang và tạm giữ 8.400 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và xuồng máy là phương tiện vận chuyển do Trần Quốc Mỹ sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú ấp Phước Long, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh vận chuyển tại kênh cầu Thầy Cai thuộc địa phận Trừng Sến, xã Mỹ Hành Bắc, huyện Đức Hòa. Hiện công an huyện Đức Hòa
tạm giữ đối tượng Trần Quốc Mỹ cùng tang vật và phương tiện tiếp tục điều tra làm rõ. Từ đầu năm 2016 đến nay, Công an huyện Đức Hòa đã bắt giữ 35.400 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.